Chào mừng các bạn đã đến với channel Phim 10 Phút. Hoắc Vũ Hậu đã đi tới Nhân Nguyệt Đế Quốc học tập. Sau vài ngày không gặp nhau, Thái Đầu bất ngờ đến thăm. Hắn cực kỳ thán phục trước kỹ thuật công nghệ ở đây. Hồn đậu khí nơi này cao siêu hơn trước khi hắn tiếp xúc rất nhiều, cho nên nhất định phải nghiên cứu thật kỹ. Được biết rằng xuất thân của Thái Đầu vốn là hậu nhân của Hoàng thất Nhân Nguyệt Đế Quốc. Nói đúng ra là phế thái tử, thậm chí là tội phạm bị truy nã. Nguyên nhân cũng là vì tranh giành quyền lực. Người thân tự tiêu diệt lẫn nhau, hắn may mắn thoát chết. Vì muốn che giấu thân phận nên đã thay đổi ngoại hình, lưu lạc giang hồ, cuối cùng may mắn được Phạm Vũ cứu sống. Hắn thề một ngày nào đó sẽ báo mối thù này. Hoắc Vũ Hậu cũng bày tỏ mong muốn được giúp đỡ. Qua ngày hôm sau, Hoắc Vũ Hậu lại đi tới phòng thí nghiệm. Lần này không thấy tên thanh niên hôm trước đầu nữa. Thay vào đó là một cô gái tên là Quất Tử đang miệt mài nghiên cứu một món đồ nào đó. Vất vả lắm cũng lắp ráp thành công, nàng ta vui mừng đập tay với Hoắc Vũ Hậu. Vì hứng quá nên hành động vô ý thức. Sau khi nhìn thấy người lạ mặt thì mới giật mình hốt hoảng vấp ngã. Điều này vô tình lọt vào con mắt của hai người khác. Bọn họ tưởng rằng cậu đang bắt nạt Quất Tử nên lập tức trách móc một trận. Còn xúc phạm rằng học viện Sử Lai Khắc không có người nào tốt. Dù đã được Quất Tử giải thích thì bọn họ vẫn không nghe, còn khuyên rằng không cần phải sợ. Bị người khác ức hiếp, Hoắc Vũ Hậu cũng vùng dậy. Tên thanh niên thấy vậy càng tức giận và quyết định sẽ dạy cho cậu cách làm người. Hắn liên tục tấn công, còn sử dụng hồn đậu khí bắn liên tục. Vì không muốn giao chiến nên cậu chỉ còn cách là tránh né. Bọn chúng thấy vậy càng được đà hống hách. Nữ tử đi cùng hắn cũng ném ra một món hồn đậu khí để tấn công. Hoắc Vũ Hậu bắt buộc phải ngăn cản. Tên thanh niên vừa lên tiếng sỉ nhục vừa lấy ra mấy chục khẩu pháo. Cô gái cũng sử dụng một món hồn đậu khí khổng lồ để tấn công. Liên tục bị đối phương chèn ép và sỉ nhục. Hoắc Vũ Hậu tức giận phóng ra một luồng sức mạnh đánh bay nữ tử. Rồi lại sử dụng tinh thần lực tấn công tinh thần tên thanh niên khiến hắn ta hộc máu bất tỉnh. Kế tiếp là Quất Tử, cậu giáng một cú đấm khủng khiếp về phía cô nàng. Rất may là có hiền tử Phan kịp thời lên tiếng ngăn cản, nếu không thì hôm nay sẽ có thiệt hại về tính mạng. Trận chiến dừng lại, phòng thí nghiệm phải hứng chịu vô số công kích nên máy móc đã bị đánh tan tành. Quất Tử bị dọa cho tái mặt, cô gái hống hách kia lại lên tiếng mách lẻo với hiền tử Văn. Quất Tử vội vã bước ra ngoài xin lỗi, hiền tử Văn cũng lên tiếng hòa giải. Hoắc Vũ Hậu đồng ý buông tha, nhưng mà tên thanh niên ban nãy đã lên tiếng nhục mạ, còn động thủ trước, cho nên cậu sẽ không chữa trị thương thế cho hắn. Để hắn tự tính dưỡng nửa tháng là khỏi. Tên bị đánh bầm dập là Vương Thiếu Kiệt, người của Hoàng Thất. Hành động của Hoắc Vũ Hậu đã chọc giận đến Hoàng Thất. Bọn chúng yêu cầu Học viện Hồn Sư Nhật Nguyệt Đế Quốc sao cậu cho bọn chúng. Kính Hồng Trần nghe tin thì vô cùng tức giận. Hiền tử Văn kiên quyết không giao người, hắn sẽ nghĩ cách khác. Kính Hồng Trần lại nhắc nhở, thiên phú của cậu là không phải bàn cãi. Tiếc rằng cậu lại là người của Học viện Sử Lai Khắc. Sau chuyện vừa rồi, Hiền tử Văn lại yêu cầu hai cô gái dẫn Hoắc Vũ Hậu ra ngoài thí nghiệm hồn đạo khí. Cô gái tên Kha Kha cực kỳ bất mãn với điều đó. Dù tức giận thì sau khi nhìn thấy cậu xuất hiện vẫn không dám lên tiếng. Đích đến là ngọn núi chính ở cành Dương Sơn Mạch. Hai cô gái sử dụng một món hồn đạo khí có hình dạng đôi cánh ong, với cánh cực kỳ linh hoạt. Còn nam chính thì lại dùng một đôi cánh khác, trông có vẻ như là phiên bản cũ rồi. Được biết, cành Dương Sơn Mạch nằm ở phía bắc Nhân Nguyệt Đại Lục, hình dạng giống như một con nhện. Trung tâm dãy núi có thảm thực vật và khoáng sản phong phú. Vậy nhưng cũng có rất nhiều hồn thú thích năng lượng kim loại. Sau nhiều thời gian di chuyển thì ba người cũng hạ cánh xuống đất rồi bắt đầu đi bộ qua. Hoắc Vũ Hậu còn thiếu một cái hồn hoàn thứ 4. Nếu gặp hồn thú thích hợp thì hai cô gái sẽ giúp đỡ săn giết. Đi một đoạn đường dài cũng mệt mỏi, ba người quyết định nghỉ ngơi tạm qua đêm. Quất Tử lấy ra một món đồ nhỏ bé. Sau khi kích phát, hồn đậu khí lập tức biến thành một cái lều nghỉ ngơi tránh mưa tránh nắng. Sau khi ăn uống no nề, Quất Tử lại lấy ra một món đồ khác có hình dạng quả cầu. Nó là phi thuyền thăm dò trên mặt đất. Bọn họ có thể ngồi bên trong quả cầu điều khiển nó di chuyển trên các loại địa hình. Bên ngoài lại được bao bọc bởi lớp giáp nặng nề, có thể chống lại công kích của hồn đạo sư cấp 6 trở xuống. Hoắc Vũ Hậu nhìn chiếc phi thuyền thăm dò này cũng thán phục. Kỹ thuật đúng là quá tiên tiến rồi. Thảo nào Mục Lão lại muốn cầu tiến vào Học viện Hồn Đạo Sư Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nếu không tiếp xúc với kỹ thuật ở đây, thì nghiên cứu hồn đạo sư của Sử Lai Khắc không khác gì là nhắm mắt làm liều. Ba người nhanh chóng tiến vào bên trong, rồi bắt đầu điều khiển. Phi thuyền khởi động, nó di chuyển linh hoạt bằng đôi chân kim loại. Phía trước còn có hai cánh tay kim loại chuyên dùng để cầm nắm đồ vật.
Đúng vào lúc này, một đàn sói trắng bất ngờ xuất hiện. Thực lực đàn sói rất mạnh, số lượng hơn 100 con. Trong số đó có 3 con có tu vi vạn năm. Đám hồn thú này được gọi là kim lăng, hồn thú phổ biến ở cảnh Dương Sơn Mạch này, sở hữu thuộc tính kim loại. Trong số đó lại có một con có thuộc tính tinh thần, phù hợp để cậu lấy hồn hoàn. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may mắn. Hoắc Vũ Hậu sẽ đối mặt với chuyện gì tiếp theo? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem tiếp nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!